Chào mừng cô chú chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Trước khi quay review một lô đất thì em Điền cũng xin kính gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú chị khách hàng ha. Có một sức khỏe thật là dồi dào và làm ăn luôn phát tài phát đạt ha anh chị ha. Hôm nay em Điền xin được giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện. Đó. Thì trước khi em Điền giới thiệu chi tiết bất động sản này thì em Điền quay sơ cái vị trí em Điền đang đứng ha, để cho cô chú chị có thể hình dung được và nắm bắt được ha. Cái hướng trước mặt em Điền quay đây thì hiện tại em Điền đang có mặt ở trên tuyến đường là đường 27 tháng 4 ha, và hướng trước mặt em Điền quay đây là mình đi tới là gặp giao ngay cái đường Huỳnh Minh Thạnh. Nói chung là tuyến đường, hai tuyến đường này là tuyến đường kinh doanh mua bán sầm uất anh chị. Và có đầy đủ tiện ích tiện nghi bên này ha, cũng như là Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh và nhà thuốc Lâm Châu, nhà thuốc An Khang vân vân. Nói chung là tiện ích tiện nghi nằm đó, có chợ, cả chợ đò, trường học này kia vân vân nằm hướng này ha. Đó. Và hướng ngược lại ha, hướng ngược lại là mình đi tới đây là giao đường xuyên Phước Cơ cũng như là đường đi xuống biển Hồ Tràm. Thì mình đi xuống biển Hồ Tràm khoảng đâu đó là 6 đến 7 km anh chị. Mình đi rẽ tay trái ha. Nói chung là cái vùng đất mà em Điền đang đứng quay đây thì vùng đất vừa là du lịch vừa là kinh tế anh chị, nằm trung tâm huyện mà. Đó. Rồi bây giờ từ đây em Điền sẽ đi vào đất ha, và bất động sản mình cách cái đường 274 này vô khoảng là 200 m ha. Bây giờ mời cô chú chị theo chân em Điền ha. Ở ngoài thì kinh doanh mua bán đầy đủ ha, nói chung là không thiếu gì, nhỏ lẻ. Kể cả tạp hóa và quán ăn vân vân, đầy đủ anh chị. Chuẩn bị tới lễ Quốc Khánh 29 rồi nên là người dân ở đây là treo cờ hết đó chị, anh chị có thấy đó. Lòng yêu nước của dân Việt Nam mình rất là nồng nàn luôn. Cái đường này mình đi thẳng luôn là mình giao ra với lại quốc lộ 55 anh chị nha. Và mình tới ngã tư đầu tiên mình sẽ rẽ tay trái và đi vào hướng nước mình. Còn mình rẽ tay phải là mình sẽ đụng ngay cái trường học ha, trường học cấp 1 Phước Bửu, cũng như là chợ luôn ha. Bây giờ em Điền đi vào đất nha. Trên cái đường đi vào đất thì cô chú chị có thể thấy nè, dân cư hai bên rất là đông ha, nhà san sát luôn. Cái vị trí này thì cực kỳ an ninh nha anh chị nha. Bất động sản mình thì nằm ngay đằng sau các ngân hàng ha, BIDV này, Vietcombank này, và ACB này vân vân. Nói chung là nằm đằng sau, vị trí nằm sau những cái ngân hàng. Bất động sản mình thì nằm gần bên cái giáo xứ Hòa Tân nữa ha, xin lỗi anh chị, Hòa Phước đó, nằm đằng sau này ha. Và cũng như là bến xe nằm bên này ha. Và bất động sản mình đi thẳng nữa thì lại là đường cục anh chị, đi thẳng nữa là đất là mình là đường cục rồi. Đó. Đây anh chị ha, bất động sản mình thì đây có diện tích là ngang năm, từ đây ha anh chị ha qua bên này là 5 m và sâu là 42, có sẵn 80 thổ cư. Bất động sản mình thì đang có sổ riêng rồi ha. Trước thì nhà này tách ra anh chị ha, tách ra, bây giờ bán riêng cái mảnh đất này ha. Đất mình là vuông vức anh chị. Và đang có hướng là hướng nam anh chị nha, hướng đón gió rất là mát luôn. Cô chú chị nào mà hợp cái hướng nam hoặc là muốn tìm một cái bất động sản nằm ngay trung tâm thị trấn thì cái bất động sản này rất là thích hợp luôn anh chị ha. Cái đường này thì nó dường như là song song với lại đường 27 tháng 4 cũng như là đường quốc lộ 55 ha. Đó. Hôm nay em Điền đi từ đây đi vào thì ra gặp ngã tư, mình rẽ trái là quốc lộ 55 ha, rẽ phải là 274 và đi thẳng là cũng như là đi thẳng mình gặp luôn trường học ha, trường học các cấp này đó. Và ra đó có mình gặp ngay công viên bờ hồ ha, công viên Hồ Bà Tô đó. Nói chung là công viên đó rất là lớn anh chị, có một cái bể chứa nước rất là lớn luôn. Nói chung là ở đây thì được gọi là gần rừng này, vừa gần rừng vừa gần hồ gần biển nữa, đúng ra là khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm anh chị đó. Và này, anh chị có thể thấy nè, đường nhựa rất là rộng, ô tô nó nhào thoải mái nè đó. Thì em Điền cũng xin được báo giá bất động sản mình luôn nha. Ngang năm, sâu 42, có 80 thổ cư, giá đang rao bán là 1,5 tỷ 90 triệu. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng anh chị ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ ha, mình đi cao tốc xuống đó. và mình đi được, mình đi Sài Gòn đi xuống quốc lộ 5 đó. Quốc lộ 5 thì mình đi ra ngoài quốc lộ 5 mình sẽ đi rẽ trái, mình sẽ đi thành phố Bà Rịa cũng như là thành phố Hồ Chí Minh ha, và rẽ phải mình đi sẽ đi được xuống biển suối nước nóng Bình Châu, biển Bình Châu đó. Vị trí bất động sản thì bán kính đâu đó khoảng là vài trăm mét, 500 mét thôi là đã đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi anh chị ha. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha, mình sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế và thì tí nữa mình sẽ gặp chủ thương lượng ha. Xin chào.